Xin chào tất cả các bạn học sinh. Và hôm nay chúng ta gặp lại nhau cho một video, đó là hướng dẫn làm cái đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 của lớp 9. Thì sau khi các bạn hoàn thành xong chương 3, đó là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn, thì chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra nội dung là gói gọn trong cái chương 3 này. Thì ngày hôm nay cô sẽ xử một cái đề của một trường trung học cơ sở ở quận 9. Thì vừa rồi các bạn đó mới kiểm tra ha. Thì hy vọng với video này sẽ giúp ích các bạn ôn tập tốt hơn, để làm bài tốt hơn trong cái bài kiểm tra của mình. Bài tập đề kiểm tra này gồm có 4 bài. Bài thứ nhất nội dung đó là gì? Đó là liên quan đến phương trình bậc nhất hay ẩn. Bài thứ hai đó là giải một số hệ phương trình bằng các phương pháp mà chúng ta đã học á, đó là phương pháp cộng hoặc phương pháp thế. Rồi bài thứ ba đó là tìm điều kiện của M để hệ phương trình thỏa mãn một cái điều gì đó. Còn bài cuối cùng sẽ là bài toán về lập hệ phương trình. Rồi thì đầu tiên cô sẽ đi vào bài 1. Đề bài 1 như sau, đó là viết nghiệm tổng quát của phương trình. Câu A, x trừ 2y bằng trừ 1. Câu B, 0x trừ 3y bằng trừ 6. Thì đầu tiên là cô sẽ làm câu A ha. Đối với bài 1 này thì rất là dễ dàng. Bài 1 như là cho điểm chúng ta á. Rồi câu A. Câu A từ cái phương trình x trừ 2y bằng trừ 1, ta sẽ có gì đây? Ta có này. Các bạn sẽ rút x theo y hoặc là y theo x tùy các bạn ha. Thì ở đây cô sẽ có x bằng 2y trừ 1. Có nghĩa là cô sẽ chuyển trừ 2y về vế bên phải của phương trình. Rồi lúc này thì nghiệm tổng quát của phương trình là gì các bạn? Nghiệm tổng quát của phương trình cô viết tắt ha, là x của phương trình sẽ bằng 2y trừ 1 và y là một số nào đó, y thuộc tập hợp số thực ha, y thuộc n. Đó là nghiệm tổng quát của câu A. Bây giờ chúng ta qua câu B nè. Câu B đó là 0x trừ 3y bằng trừ 6. Đối với phương trình này các bạn nhận xét cho cô đó là gì? Đó là phương trình này chúng ta đưa chỉ chứa cái ẩn y không, đúng chưa nào? Tại vì ở câu B chúng ta có thể viết lại như sau. Đó là gì? 0x trừ 3y bằng trừ 6 nghĩa là trừ 3y bằng trừ 6, đúng không? Hay nói cách khác đó là gì? Đó là 3y sẽ bằng 6. Mà 3y bằng 6 thì tương đương y của cô sẽ bằng bao nhiêu? Y sẽ bằng 2. Phương trình này có nghiệm tổng quát đó là gì? Đó là y bằng 2 là một giá trị cố định của y rồi ha. Và x nó sẽ thuộc r. X là bất kỳ số nào thì nó cũng đều khả cái phương trình này ha, với y bằng 2. Rồi nghiệm tổng quát của phương trình là x sẽ thuộc tập hợp r và y bằng trừ 2, y bằng 2. Được chưa nào? Đó là bài 1. Bây giờ cô sẽ đi vào bài 2. Bài 2 thì yêu cầu chúng ta giải các hệ phương trình gồm có 4 phương trình như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cái hệ phương trình A. Câu A đó là gì? Đó là 2x cộng 3y bằng 7 và 3x trừ 3y bằng 3. Để giải hệ phương trình thì chúng ta có các phương pháp như sau. Đó là có phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, hay là ở một số phương trình, ở một số hệ phương trình thì nó chưa có dạng là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đưa về dạng hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Rồi có một số bài thì cần phải đặt ẩn phụ, thì khi đó chúng ta mới đưa về được dạng đó là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Được chưa nào? Rồi đối với câu A. Câu A thì các bạn có thể thấy nè, ở cái phương trình thứ nhất là chúng ta có 3y, ở phương trình thứ hai chúng ta có trừ 3y. Và ta nhận xét đó là gì? Nếu mà chúng ta lấy hai cái phương trình này cộng lại với nhau thì cái ẩn y của chúng ta sẽ bị triệt tiêu. Đúng chưa? Lúc đó thì một cái phương trình nó sẽ chỉ còn lại cái ẩn x và chúng ta dễ dàng tìm được x ha.
tìm được đích rồi thì mình sẽ tìm được đích. Được chưa? Có nghĩa là cô sẽ sử dụng cái phương pháp đó là công nghệ số. Rồi, hệ phương trình A tương đương. Các bạn có thể sử dụng bất chưa? Sử dụng cái cách nào cũng được ha, miễn sao mình quen thuộc, mình dễ làm cho mình là được rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ lấy cái phương trình thứ nhất cộng với phương trình thứ hai, là cô sẽ có 5x 3y mà cộng cho trừ 3y là bằng 0 rồi ha. 5x của cô bằng 10. Cô giữ lại một phương trình, đó là 3x trừ 3y bằng 3. Mà 3x trừ 3y bằng 3 cô rút gọn là x trừ y bằng 1. Đúng chưa nào? Tương đương 5x trừ 5x mà bằng 10 thì tương đương x sẽ bằng x bằng 2. X bằng 2 thì y bằng bao nhiêu nhỉ? X bằng 2 thì y bằng 1. Vậy nghiệm của hệ phương trình là x y sẽ bằng 2 1. Hệ phương trình cô viết tắt ha. Còn khi mà các bạn làm bài kiểm tra thì các bạn cần ghi rõ ràng và kết luận đầy đủ không? Đó là câu A. Tiếp tục qua câu B nè. Câu B đó là 3x cộng 2y bằng 8 và 4x trừ 3y bằng âm 12. Đối với phương trình này, cô thấy là nhận thấy là chúng ta không thể cộng hai cái phương trình lại với nhau như ở cái phương trình A, hệ phương trình A được chưa nào? Tại vì nếu mà cộng lại thì chúng ta chưa triệt tiêu được cái ẩn nào hết á. Vậy thì muốn triệt tiêu một ẩn nào đó thì bây giờ cô sẽ nhân phương trình 1 cho 3 và cô nhân phương trình 2 cho 2. Vì sao? Vì cô nhận thấy là ở phương trình 1 có 2y, nếu mà nhân 3 là nó sẽ trở thành 6y. Đúng chưa? Còn ở phương trình dưới là trừ 3y, cô nhân 2 lên thì cô được là trừ 6y. Mà khi cộng hai cái phương trình đó lại, 6y và trừ 3, trừ 6y sẽ triệt tiêu ha. Nên tới đây cô sẽ tương đương. Cô sẽ được là 9x cộng cho 6y bằng 24. Phương trình dưới chúng ta nhân với 2 là ta được 8x trừ 6y bằng trừ 24. Tương đương. Cô cộng hai cái phương trình này lại ha, là cô sẽ có 17x bằng 24 cộng cho trừ 24 là bằng 0. Giữ lại một phương trình 3x cộng 2y bằng 8. Rồi, 17x mà bằng 0 thì tương đương x bằng bao nhiêu nhỉ? Tương đương x sẽ bằng y bằng 0. Mà x bằng 0 thì y bằng x bằng 0 có nghĩa là 2y sẽ bằng 8 và 2y bằng 8 nghĩa là y bằng 4. Được chưa? Vậy nghiệm của hệ phương trình đó là gì? Vậy nghiệm của hệ phương trình là xy bằng 0,4. Đó là câu B. Tiếp tục qua câu C. Câu C thì cô sẽ di chuyển cái đề câu C xuống ha. Hệ phương trình ở câu C đó là gì? Đó là 3 nhân với x cộng 3 trừ 2y bằng 28, x cộng 2 nhân với x trừ 3 bằng trừ 5. Rồi đối với bài này chúng ta sẽ nhân các biểu thức lại với nhau ha, để xem được gì. Rồi, tương đương, ta có 3 nhân với x cộng 3 là sẽ được 3x cộng 9, rồi trừ 2y bằng 28. Tiếp tục ở dưới là x cộng cho 2y trừ 6 bằng trừ 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa về hệ phương trình bằng cách hai ẩn nè. Đó là ta có 3x trừ 2y sẽ bằng 28, cô chuyển 9 về vế bên phải ha. 28 trừ 9 thì được bao nhiêu nhỉ? Thì được 19. Đúng không? Ở dưới ta có x cộng 2y bằng 1. Rồi tới đây chúng ta sẽ cộng hai phương trình lại với nhau, là ta có 4x bằng 20. Giữ lại một phương trình ha,
là x cộng 2y bằng 1. 4x bằng 20 tương đương x sẽ bằng 5. Mà x bằng 5 thì y sẽ bằng gì đấy? X bằng 5 thì y sẽ bằng y bằng 9. Đúng chưa? Vậy nghiệm của hệ phương trình đó là gì? Nghiệm của hệ phương trình là x y bằng 59. Đó là câu C. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu D. Rồi chúng ta qua câu D ha. Thì ở câu D là một câu khá phức tạp hơn so với ba cái câu trước. Câu D người ta cho mình hệ đó là x cộng với 1 cộng căn 3 tất cả nhân với y bằng 3 cộng căn 2 cộng 2 căn 3 và y trừ căn 2 tất cả nhân với x cộng y bằng 1. Đối với hệ này thì đầu tiên các bạn hãy cho con một nhận xét như sau. Đó là cái phương trình thứ nhất á. Cái phương trình thứ nhất là ta thấy nè, ở vế phải của phương trình thứ nhất là biểu thức gồm 3 cộng căn 2 cộng 2 căn 3. Và bây giờ chúng ta suy nghĩ, nếu mà chúng ta thực hiện những phép tính ở trên cái phương trình thứ nhất này thì khá là rắc rối, đúng không? Tại vì nguyên cái biểu thức này nó có tới 3 số lận rồi chứ căn nữa. Rồi bây giờ các bạn quan sát tiếp cái phương trình thứ hai cho cô. Phương trình thứ hai đó là gì? Đó là 1 trừ căn 2 tất cả nhân với x cộng y bằng 1. Bây giờ ta thấy ha, ở phương trình thứ nhất là nó có x, ở phương trình thứ hai là 1 trừ căn 2x. Vậy thì bây giờ mình có thể nhận xét là nếu mà mình nhân 1 trừ căn 2 với 1 cộng căn 2 thì có phải là cái phương trình thứ nhất, cái phương trình thứ hai của chúng ta nó sẽ còn lại đó là trừ x. Đúng chưa? Tại vì 1 trừ căn 2 này cô nhân với 1 cộng căn 2. Đúng chưa? Có nghĩa là bằng 1 bình trừ đi căn 2 tất cả bình và 1 trừ căn 2 tất cả bình nghĩa là 1 trừ 2. 1 trừ 2 chính bằng trừ 1. Đúng chưa nào? Khi đó thì cái phương trình thứ hai nó chứa trừ x ở trên phương trình thứ nhất là x, nên khi đó chúng ta sẽ cộng hai cái phương trình này lại với nhau thì sẽ triệt tiêu cái việc x. Đúng chưa? Đó là cái hướng phân tích của mình. Nên bây giờ cô sẽ làm cái bài này như sau, đó là mình sẽ nhân cái phương trình thứ hai cho 1 cộng căn 2. Cái này là cô nhân với 1 cộng căn 2 ha. Vậy thì bây giờ cô sẽ tiến hành làm như sau. Tương đương cái phương trình thứ nhất mình vẫn giữ nguyên ha, là x cộng với 1 cộng căn 3 tất cả nhân với y bằng 3 cộng căn 2 cộng 2 căn 3. Rồi phương trình thứ hai cô sẽ nhân cho 1 cộng căn 2 thì ở đây ta được đó là trừ x. Đúng chưa? Hay là cô làm từ từ ha. Là cô sẽ có này, 1 trừ căn 2 nhân với 1 cộng căn 2 nhân với x cộng với 1 cộng căn 2 nhân với y bằng 1 cộng căn 2. Rồi bây giờ chúng ta mới thực hiện nè. Ta có x cộng 1 căn 3 tất cả nhân với y bằng 3 cộng căn 2 cộng 2 căn 3. Quy trình thứ nhất mình vẫn chưa đụng chạm gì tới ha. Rồi, ta tính được cái này chính bằng trừ 1. Đúng chưa? Trừ 1 nhân x là bằng trừ x. Rồi tới đây, ta cộng với 1 cộng căn 2 nhân với y bằng 1 cộng căn 2. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ cộng hai cái phương trình này lại với nhau. Thì khi đó cái biến x của chúng ta nó sẽ bị triệt tiêu. Nên cô sẽ tương đương, đó là cô cộng lại ha, là cô sẽ có 1 cộng căn 3 y mà cộng với 1 cộng căn 2 y. Nghĩa là cô sẽ có y làm nhân tử chung, cô đưa ra ngoài nè. Ở trong còn lại đó là 1 cộng căn 2 cộng 1 cộng căn 2. 1 cộng căn 3 cộng với 1 cộng căn 2, cô xin lỗi, là ta sẽ được 2 cộng cho căn 2 cộng căn 3. Rồi, ở đây cô cộng vào là cô được 4 cộng 2 căn 2 cộng 2 căn 3. Đúng chưa? Rồi bây giờ cô sẽ giữ lại một phương trình ha. Cô sẽ giữ lại phương trình đó là 1 trừ căn 2 tất cả nhân với x cộng y bằng 1. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nè. Tương đương
Lúc này y của chúng ta sẽ làm gì đây? Có phải là sẽ bằng 4 cộng 2 căn 2 cộng với 2 căn 3 chia cho 2 cộng căn 2 cộng với căn 3. Được chưa? Lúc này x của cô sẽ bằng 1 trừ y tất cả chia cho 1 trừ căn 2. Đúng chưa nào? Mà các bạn dễ dàng tính toán y của chúng ta được bao nhiêu nhỉ? Có phải là ở trên tử của chúng ta có 2 là bộ là số chung. Cô đặt ra ngoài, ở trong cô còn 2 cộng căn 2 cộng căn 3. Cái biểu thức này nó giống với mẫu, đúng chưa? Cô sẽ rút gọn nên y của cô bằng 2. Vậy tương đương y bằng 2 chúng ta thấy vào không? Để tìm x sẽ bằng 1 trừ 2 chia cho 1 cộng căn 2. Mà 1 trừ 2 có nghĩa là 1 trừ căn 2 tất cả bình phương. Đúng chưa? Cái này cô rút gọn đó là bằng 1 trừ căn 2. À cô xin lỗi, cái này là 1 trừ căn 2 dưới mẫu ha. Ở dưới mẫu là 1 trừ căn 2. Thì x của chúng ta sẽ bằng 1 cộng căn 2. Vậy nghiệm của hệ phương trình này đó là 1 cộng căn 2 và 2. Vậy nghiệm của hệ phương trình là xy sẽ bằng 1 cộng căn 2 và 2. Cô vừa hoàn thành xong câu D cũng như là hoàn thành xong bài tập 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 3. Đề bài 3 như sau: tìm giá trị của m để hệ phương trình 2x cộng my bằng 1, mx cộng 8y bằng 2 vô nghĩa. Rồi đối với phương trình này, đầu tiên là ta có hệ như sau. Đó là 2x cộng my bằng 1 và mx cộng 8y bằng 2. Cô ký hiệu phương trình trên là 1, phương trình dưới là 2. Đối với những bài như thế này thì các bạn sẽ từ phương trình 1 hoặc phương trình 2 để rút ẩn x theo y hoặc là y theo x. Sau đó chúng ta sẽ thế cái ẩn đó vào cái phương trình còn lại. Từ lúc này chúng ta sẽ biện luận theo cái phương trình mà chúng ta sau khi là thế được ha. Thì nếu mà theo yêu cầu bài toán đó là gì? Đó là tìm m để hệ này vô nghiệm. Hệ này vô nghiệm có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái phương trình mà sau khi chúng ta thế vào á, nó cũng sẽ vô nghiệm. Được không? Vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ đưa về tìm điều kiện của m này sao cho cái phương trình đó vô nghiệm thôi. Rồi bây giờ cô sẽ tiến hành làm bài 3. Bây giờ cô sẽ từ cái phương trình 1 ha. Cô lấy từ phương trình 1 hay phương trình 2 thì đều được hết. Từ 1 ta có x sẽ bằng 1 trừ my chia 2. Rồi lúc này ta thế vào phương trình 2. Thế vào 2 ta được m nhân với x lúc này là bằng 1 trừ my chia 2 cộng cho 8y bằng 2. Đúng chưa? Cô quy đồng luôn ha. Là ta sẽ có là gì? M nhân với 1 trừ my cộng 16y bằng 4. Được chưa? Rồi tới đây cô sẽ tính ra đó là gì? Cô được m trừ đi m bình phương y cộng 16y bằng 4. Lúc này cái phương trình của chúng ta chỉ còn lại một ẩn, đó là ẩn y thôi ha. Và ta sẽ có đó là gì? Là 16 trừ m bình phương nhân với y. Có nghĩa là cô sẽ gom hai hạng từ này lại với nhau nè. Đây sẽ bằng 4 trừ m. Rồi tới đây ta có cái dạng phương trình bậc nhất một ẩn, đó là gì? Tức là ta có ax bằng b chẳng hạn. Để cái phương trình này vô nghiệm thì làm sao? Phương trình này vô nghiệm có nghĩa là nó sẽ phương trình viết lại thành đó là gì? Đó là ví dụ như là 0x bằng b. Đúng chưa? Số 0 mà nhân với bất kỳ số nào nó đều bằng 0. Nên nếu mà 0x bằng b này, đây chính là cái điều vô lý.
Đúng chưa nào? Vậy cái phương trình này vô nghĩa nghĩa là gì? Có nghĩa là A của chúng ta bằng 0 và B sẽ phải khác 0. Nếu mà B bằng 0, cái chỗ này bằng 0 luôn á, xong x bằng 0 nghĩa là hệ sẽ vô số nghiệm. Đúng chưa? Vậy, cô xin lỗi là phương trình vô nghiệm. Vậy để cái phương trình vô số nghiệm, để cái phương trình này vô nghiệm thì nghĩa là A sẽ phải bằng 0 và B khác 0. Được chưa? Mà áp dụng cái này để giải cái phương trình này, A của chúng ta chính là 16 trừ M, M bình. Đây là A nè. Và 4 trừ M đây chính là B. Được không? Vậy cô ký hiệu là sao? Vậy hệ phương trình vô nghiệm, hệ phương trình đã cho vô nghiệm ha. Khi sao của chúng ta vô nghiệm, mà sao vô nghiệm thì sẽ suy ra được là gì? Đó là 16 trừ M bình của cô sẽ bằng 0 và 4 trừ M sẽ khác 0. Đúng chưa? Rồi tới đây ta có gì? Ta sẽ có M bình bằng 16 và ở dưới là 4 trừ M khác 0. M bình bằng 16, M sẽ có hai giá trị, đó là M bằng 4 hoặc là M bằng trừ 4. Được không? 4 trừ M khác 0 nghĩa là M sẽ khác, M khác 4. Được chưa nào? Vậy thì cuối cùng lại M của cô sẽ phải khác. M sẽ bằng bao nhiêu? M sẽ bằng trừ 4 thôi. Vậy cuối cùng lại nếu mà với M bằng trừ 4 thì hệ phương trình đã cho sẽ vô nghiệm. Bây giờ chúng ta thử nghiệm cho lại nè. Với M bằng trừ 4, M bằng trừ 4 thì cái hệ số B này của chúng ta là bằng 8. M bằng trừ 4 thì cái này bằng 0 rồi ha. 0 mà bằng 8 thì đây là điều vô lý, nên cái phương trình này sẽ vô nghiệm. Mà phương trình này vô nghiệm thì hệ phương trình cũng sẽ vô nghiệm. Vậy với M bằng trừ 4 thì hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Được không? Đó là bài 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 4. Bài 4 là một bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Đề bài 4 như sau. Một trường học tổ chức 160 người tham gia du lịch sinh thái. Vé cho mỗi giáo viên phụ trách là 30.000 đồng và vé cho mỗi học sinh là 20.000 đồng. Tổng số tiền mua vé là 3.300.000 đồng. Hỏi có bao nhiêu giáo viên và bao nhiêu học sinh tham gia? Đối với bài này thì chúng ta sẽ đặt ẩn để giải bài toán ha. Bây giờ trường có 160 người tham gia, có nghĩa là trong 160 người này sẽ có cả giáo viên phụ trách và có cả học sinh. Đúng chưa nào? Và ta biết là mỗi giáo viên mua vé với giá đó là 30.000 đồng và học sinh thì 20.000 đồng. Tổng số tiền mua vé là 3.300.000 đồng. Tổng số người là 160 đúng không? Vậy thì bây giờ cô sẽ gọi số giáo viên và số học sinh lần lượt là x và y. Được không? Gọi số lượng giáo viên và học sinh lần lượt là x y. Điều kiện của x y đó là gì? X y sẽ là số dương. X y là số nguyên dương luôn ha. Và x y là thuộc tập hợp các số nguyên dương, hay là cô nói cách khác đó là thuộc tập hợp n. Vậy n sao luôn? Vì sao? Vì cái số lượng người chắc chắn nó sẽ lớn hơn không. Số lượng giáo viên và cũng như là số lượng học sinh chắc chắn sẽ lớn không, nên x và y sẽ thuộc tập hợp n sao. Rồi theo đề bài ta có gì đây? Theo đề bài thì ta lập được hệ quy trình như sau. Cô gọi số lượng giáo viên và học sinh đó là x và y rồi, thì cô có cái phương trình thứ nhất đó là gì? Đó là x cộng y sẽ là 160.
Đúng chưa? Tổng số người tham gia bằng 160. Tiếp tục. Bây giờ giá vé của mỗi giáo viên là 30.000 đồng. Có nghĩa là khi vậy thì có x giáo viên thì sẽ có 30.000 x đồng. Đúng chưa? Tương tự, vé của học sinh là 20.000 đồng. Là cô sẽ có 20.000 nhân với y. Nó sẽ bằng 3.300.000 đồng. Rồi, tương đương x cộng y bằng 160 ha. Cái phương trình dưới cô rút gọn một chút là cô sẽ rút gọn được 4 số 0. Đúng chưa? Là ta sẽ có 3x cộng cho 2y bằng 330. Rồi tới đây công việc của chúng ta là sẽ giải hệ phương trình này. Các bạn giải bằng phương pháp thế hay phương pháp cộng đều được ha. Ở đây cô sẽ thực hiện phương pháp thế như sau. Đó là x sẽ bằng 160 trừ đi y. Rồi, ta sẽ có 3 nhân với 160 trừ y cộng 2y bằng 330. Tương đương x bằng 160 trừ y. Rồi, ở đây cô có là gì? Cô nhân vào luôn ha. 3 nhân với trừ y là bằng trừ 3y. Trừ 3y cộng 2y là được trừ y. Trừ y sẽ bằng 3 nhân với 160 là bằng 480. Chuyển qua là âm 140. Âm 180 cộng đi 330 là bằng âm 150. Và mục đích của chúng ta là tìm y. Đúng chưa? Nên ta sẽ có là y bằng 150. Mà y bằng 150 xin x bằng bao nhiêu? Y bằng 150 thì x sẽ bằng x bằng 10. À, từ đây chúng ta nhận thấy x và y đều thỏa mãn điều kiện ha. Vậy thì số lượng giáo viên tham gia đó là 10 và số lượng học sinh đó là 150. Vậy số giáo viên là 10, số học sinh là 150. Rồi đó là bài tập 4. Cô vừa hoàn thành xong 4 bài tập trong một cái đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 toán lớp 9 tập 2 ha. Thì hy vọng qua video này sẽ giúp các bạn nào ôn tập tốt hơn, chuẩn bị kiến thức tốt hơn để mình có thể tự tin sẵn sàng bước vào các kỳ thi sắp tới ha. Rồi xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chúc các bạn học tốt. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.